công phá kinh hoàng, giáng đòn kết liễu hơn 600 binh sĩ Ukraine, phá nát loạt khí tài quan trọng. Ngày 9 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo tiến độ của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ở hướng Kupiansk, lực lượng Nga đã gây thiệt hại về hỏa lực cho nhân lực và khí tài đối phương tại các khu vực Dvoreknoye, Sinkovka, Kislovka, vùng Kharkov, Novoselovskoye và Stenmakovka, Cộng hòa Nhân dân lugan lpr. Tại đây, Ukraine mất tới 65 binh sĩ, hai xe cơ giới, một pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, một pháo tự hành Acacia cũng như hai pháo D-30. Ở hướng Krasniliman, các hệ thống máy bay, pháo binh và súng phun lửa hạng nặng của Nga đã tấn công các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine AFU gần Nevskoye của LPR, Jampolovka và Grigorovka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR. Trên hướng này, Ukraine mất 85 binh sĩ, hai xe chiến đấu bọc thép, và một khẩu lựu pháo D-30 đã bị phá hủy. Ở hướng Donetsk, không quân và hỏa lực pháo binh Nga đã loại bỏ hơn 400 quân Ukraine, 4 xe chiến đấu bọc thép, 10 xe cơ giới, 4 xe bán tải, một xe của hệ thống phóng loạt Grad và một lựu pháo D-20. Ở các hướng Nam Donetsk và Zaporizhia, lực lượng Nga đã gây thiệt hại về hỏa lực cho các đơn vị AFU gần Vladimirovka, Novopol của DPR, Malaya, Tokmakka, và Cherbaki, vùng Zaporizhia. Tổn thất của Ukraine tại đây lên tới hơn 40 quân, hai xe bán tải và một khẩu pháo D-20 trong ngày. Ở hướng Kherson có tới 30 binh sĩ Ukraine, hai phương tiện cơ giới và một khẩu pháo tự hành Gvodika đã bị Nga tiêu diệt trong 24 giờ qua. Các lực lượng Nga đã tấn công 93 đơn vị pháo binh AFU tại các vị trí hỏa lực, nhân lực và khí tài quân sự của họ ở 107 khu vực trong một ngày một kho đạn dược của Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ 103 thuộc AFU đã bị phá hủy gần Berestovoye, khu vực Kharkov. Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một trực thăng Mi-8 của không quân Ukraine gần Temirovka, vùng Zaporizhia. Ngoài ra, 13 UAV Ukraine cũng bị bắn hạ gần Kremenaya, Rubezhnoye, Golikovo của LPR, Marinka, Oginka và Novisvet của DPR. Theo trang Prada, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, phía Nga mất thêm 610 binh sĩ, 6 xe chiến đấu bọc thép, 7 hệ thống pháo, 1 hệ thống phóng loạt, 7 phương tiện chở nhiên liệu và 4 thiết bị khác. Xôn xa thông tin Ukraine sắp có trận chiến lớn cuối cùng với Nga Hội tháng 3, Thiếu tướng Kirill Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết, Nga và Ukraine sẽ đánh nhau một trận quyết định vào mùa xuân này và trận này sẽ là trận chiến cuối cùng trước khi xung đột kết thúc. Trong tuần này, ông Mick Ryan, tướng về hưu quân đội Úc, người gần đây đã ở Ukraine cho biết, Kiev đang thành lập một số quân đoàn mới, mỗi quân đoàn sẽ bao gồm vài nghìn quân, theo đài CNN. Ông Ryan cho biết, trong số này không chỉ có xe tăng mới của phương Tây, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép, mà còn có rất nhiều thiết bị kỹ thuật và các lực lượng này gần như đã sẵn sàng. Theo đài CNN, các dấu hiệu nói trên cho thấy khả năng một cuộc phản công của Ukraine đang ở rất gần. Theo ông Michel Kaufman, giám đốc chương trình nghiên cứu Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân Mỹ, vũ khí của phương Tây đã được đưa vào Ukraine trong nhiều tháng qua và quân đội Ukraine đủ khả năng phản công vào mùa xuân và có thể là cả mùa hè, trang Business Insider đưa tin. CNN dẫn dự báo của các chuyên gia cho rằng Ukraine sẽ phản công ở phía Nam và Đông Ukraine. Theo tướng về Hill Ryan, các cuộc phản công có thể được thực hiện ở các quy mô khác nhau và tại ít nhất là hai và có thể nhiều hơn địa điểm ở phía đông và phía nam. Việc phản công ở hai khu vực khác nhau sẽ giúp gây nhiễu và phân tán lực lượng Nga, khiến Moscow khó xác định được đâu mới là chiến trường chính. Ông Ryan cũng dự đoán trong đợt phản công sắp tới, Ukraine sẽ tấn công các trung tâm hậu cần, căn cứ hậu phương và kho đạn dược nằm sâu phía sau chiến tuyến của quân Nga, cả bằng vũ khí tầm xa của phương Tây. Theo CNN, đã có sự gia tăng các cuộc tấn công như vậy ở miền nam Ukraine, cụ thể là ở tỉnh Zaporizhia và bán đảo Crimea. Việc giành lại miền Nam cũng sẽ giúp Ukraine có nhiều lợi thế hơn. Điều này tạo cơ hội để Kiev cắt đứt hành lang trên bộ, nối lãnh thổ Nga đến bán đảo Crimea. Nga tuyên bố sắp nhập từ Ukraine hồi năm 2014 và giành lại một số khu vực nông nghiệp tốt nhất của Ukraine, theo ông Ryan. Đồng thời nếu kiểm soát được miền Nam, Ukraine sẽ có khả năng giành lại tỉnh Kherson mà Nga đang nắm giữ. Nó cũng có thể mở đường cho Ukraine giành lại quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở tỉnh Zaporizhia. Theo ông Ryan, thành công trong giai đoạn đầu sẽ tạo ra động lực cho Ukraine và buộc Nga phải tổ chức lại lực lượng. Đồng quan điểm với ông Ryan, chuyên gia Katerina Stepanenko tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK của Mỹ nói rằng, các cuộc tấn công ở phía đông và phía nam của quân đội Ukraine có thể hỗ trợ lẫn nhau, đặt ra cho người Nga những thách thức bổ sung về hậu cần và triển khai. Tuần trước, chỉ huy lực lượng bộ binh Ukraine, tướng Oleksandr Shishki, đã có mặt tại thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk, thuộc vùng Donbass, là nơi giao tranh ác liệt nhất ở miền đông Ukraine. Nhấn mạnh nhiệm vụ của Kiev là làm tiêu hao lực lượng Nga càng nhiều càng tốt nhằm mở đường cho cuộc phản công. Tuy nhiên, việc phản công lúc này có thể không phải là ý hay với Ukraine. Thời gian gần đây, Kiev nhận được hàng tỷ đô la Mỹ hỗ trợ an ninh của phương Tây để tiếp tục cuộc chiến. Tuy nhiên, với những giao tranh khốc liệt hơn đang cận kể, nhiều hoài nghi rằng liệu các nước phương Tây có thể duy trì mức hỗ trợ đó hay không. Theo chuyên gia Kaufman, sau đợt giao tranh lớn tiếp theo, các đối tác của Kiev có thể gặp khó khăn trong việc gửi đủ vũ khí để Ukraine chiếm ưu thế trước Nga cung cấp cho Ukraine đủ đạn dược và pháo binh để duy trì các hoạt động phòng thủ là một chuyện. Nhưng cung cấp cho Kiev các thiết bị và đạn dược cần thiết để đạt được lợi thế quyết định trước các lực lượng Nga khi Ukraine tấn công thì lại là chuyện khác, theo ông Kaufman. Ông Kaufman cảnh báo thách thức thực sự sau phản công là quân đội Ukraine không còn đủ khí tài và phải chuyển sang một giai đoạn tạm dừng hoạt động khác. Theo Business Insider, đã có những dấu hiệu cho thấy những hoài nghi của giới phân tích là có cơ sở. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg hồi tháng 2 nói, Ukraine đang sử dụng một lượng lớn đạn dược và tốc độ bắn dữ dội đang gây căng thẳng cho phương Tây. Tướng lục quân Mỹ Christopher Cavoli, tư lệnh đồng minh tối cao của NATO ở châu Âu, nói vào tháng 1, Quy mô của cuộc chiến này vượt xa tất cả những gì cần đây của chúng tôi. Trong bối cảnh đó, Mỹ đang khá chật vật khi vừa cung cấp thêm đạn dược cho Ukraina, vừa phải tìm cách tăng cường sản xuất cho các kho dự trữ của chính mình. Đầu tuần này, Lầu Năm Góc đã công bố gói hỗ trợ trang thiết bị quân sự mới trị giá 2,6 tỷ đô la Mỹ cho Ukraina. Tuy nhiên, hầu hết trong số đó phải mất nhiều tháng mới đến được chiến trường. Theo ông Kaufman, những khoản đầu tư như vậy lẽ ra phải được thực hiện vào năm ngoái hoặc sớm hơn để phù hợp với những gì có thể là giai đoạn quyết định của cuộc chiến đó là những tháng sắp tới. Nga đào siêu chiến hào dài tới 70 km ở Zaporizhia, sẵn sàng đối phó với cuộc phản công của Ukraine. Một tuần sau khi hình ảnh vệ tinh phát hiện ra các chiến hào khổng lồ của Nga ở Crimea, các hình ảnh vệ tinh mới đây tiếp tục cho thấy một chiến hào siêu lớn dài 70 km ở tỉnh Zaporizhia hiện do Nga kiểm soát. Trung tâm điều tra báo chí CGI đã phát hiện ra siêu chiến hào Nga bằng hình ảnh vệ tinh Sentinel-2. Đường hào liên tục chạy dài hơn 70 km và kéo dài từ ngoại ô Semenivka, cách trung tâm Melitopol khoảng 9 km, đến một cánh đồng bên ngoài làng Marinivka ở quận Primorsky. Dựa trên ước tính của CGI, việc xây dựng đã bắt đầu từ đầu tháng 9 năm 2022, với tuyến phòng thủ được đào đồng thời từ cả hai hướng. Ước tính siêu chiến hào này đã được hoàn thành vào giữa tháng 10 năm 2022. Theo Bulgarian Military, chiến hào dài 70 km chiếm gần 1/3 chiều dài của tỉnh Zaporizhia từ đông sang tây, tức là 205 km. Bulgarian Military dẫn các nguồn tin cho biết, những công nhân đào chiến hào cho Nga được thuê từ Trung Á. Các công nhân này đã đào chiến hào từ hai đầu và vào tháng 10, công nhân từ cả hai đầu của chiến hào đã gặp nhau. Ngoài ra, Nga cũng được cho là đã đào một hàng rào dọc theo nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Theo đó, lực lượng vũ trang Nga đã bắt đầu lắp đặt một hàng rào bổ sung tại các lối vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Họ muốn tăng cường kiểm soát đối với vùng lãnh thổ giáp danh với nhà máy vì lo ngại trước các thông tin về việc lực lượng vũ trang Ukraine chuẩn bị phản công. Kế hoạch phản công bị dò dỉ của Ukraine bị ngờ là đòn nghi bình. Tài liệu do dỉ đó có vẻ như là một nỗ lực nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của Nga khỏi những gì đang thực sự diễn ra. Theo phân tích trên kênh Telegram Military Chronicle, biên niên sử quân sự được đài RT dẫn lại. Mới đây, một số bức ảnh xuất hiện trên mạng được cho là chứa thông tin chi tiết về cuộc tấn công sắp diễn ra theo kế hoạch của Ukraine vào các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Vụ do dỉ trùng khớp với những thông tin ám chỉ rằng Cuộc tập trận người bảo vệ NATO 2023 được lên kế hoạch vào cuối tháng này có thể là vỏ bọc cho một hoạt động tiếp tế và hỗ trợ các đơn vị Ukraine. Tuy nhiên khi xem xét kỹ hơn, người ta nghi ngờ về tính xác thực của tài liệu này. Các kế hoạch bí mật được cho là nhằm hỗ trợ một cuộc phản công của Ukraine đã xuất hiện trên Internet một ngày trước khi Ngoại trưởng Antony Blinken đưa ra tuyên bố về chủ đề này. Ngoại trưởng Mỹ cho biết, chiến dịch sẽ bắt đầu trong vòng vài tuần nữa. Chưa từng có vụ dò dỉ nào như vậy kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bắt đầu hơn 13 tháng trước. Đáng chú ý là các kế hoạch được công bố không chỉ có lịch trình cung cấp vũ khí và đạn dược cho các đơn vị Ukraine, mà còn có thông tin về cơ cấu của các lữ đoàn và tiểu đoàn được cho là đang chuẩn bị cho cuộc tấn công. Tài liệu đề ngày 1 tháng 3 cho biết, các lữ đoàn của Kiev cần 253 xe tăng, hơn 380 xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân APC, 480 xe cơ giới, 147 khẩu pháo và 571 xe bọc thép HMMVKV để thực hiện cuộc phản công. Trong tài liệu dò dỉ, các vị trí có thể có của các đơn vị Nga trên bản đồ chiến đấu được thể hiện là màu đỏ, dường như đã được thu thập từ các nguồn mở. Một số nguồn tin ủng hộ Kiev chuyên theo dõi các hoạt động quân sự thường đưa ra những thông tin gần như là giống hệt nhau. Ngoài ra, tỷ lệ thiệt mạng và bị thương của lực lượng vũ trang Ukraine và Nga xuất hiện trong các kế hoạch bí mật này đã được thay đổi. Ở lần đăng tải đầu tiên, tổn thất cho phía Ukraine được đánh giá thấp hơn vào khoảng 16.500 đến 17.000 người. Sau đó họ tăng gần gấp 5 lần, lên đến 65.000 đến 75.000 người. Đồng thời những con số được đưa ra về tổn thất phương tiện và thiết bị của Nga trùng khớp với dữ liệu do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố. Việc sai lệch dữ liệu về sự sẵn sàng của các đơn vị quân đội Ukraine gây chú ý. Tài liệu nêu rõ, trong số 9 lữ đoàn được cho là sẽ được huấn luyện theo tiêu chuẩn của Mỹ và NATO trước ngày 31 tháng 3 và 30 tháng 4, có 5 lữ đoàn của Kiev chưa được huấn luyện. Đó là lữ đoàn Dù 82, lữ đoàn 32, 117 và 118, cũng như cơ giới hóa riêng biệt thứ 21. Ngay cả khi chỉ có 2 hoặc 3 đại đội trong các lữ đoàn này được đào tạo và chưa hoàn thành việc chuẩn bị, thì trình độ đào tạo của họ không thể bằng không. Đồng thời tỷ lệ sẵn sàng cao nhất chỉ được ghi nhận ở các lữ đoàn tấn công cơ giới 47 là 40% và lữ đoàn tấn công đường không số 46 là 60%. Kế hoạch dò dỉ cũng đưa ra những con số khó hiểu về thiết bị quân sự. Ví dụ trong số 109 chiếc xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley BMP được gửi cho các lực lượng vũ trang Ukraine vì một số lý do chỉ có 99 chiếc tham gia vào cuộc tấn công. Hơn nữa, các phương tiện này không được chia cho các lữ đoàn và chỉ được giao cho một đội hình là lữ đoàn cơ giới số 47 của Kiev, vốn không có xe tăng hạng nặng. Thay vì trang bị những chiếc T-72 hay T-64BV, thiết kế thời Liên Xô, nhóm xe tăng trên chỉ gồm những chiếc T-55S do Slovakia chuyển giao, với pháo 105mm, rất khó sử dụng trong một cuộc tấn công quy mô lớn. Theo phân tích của Military Chronic, những lỗi nhỏ nhưng quan trọng và sự không chính xác trong tính toán thiết bị, hạch toán tổn thất đã điều chỉnh, cũng như sự hiện diện của các đơn vị không sẵn sàng, cho thấy rằng tài liệu dò dỉ này, dù được cho là kế hoạch bí mật, có thể đã được chuẩn bị và lưu hành không phải bởi quân đội Ukraine mà bởi một nhóm dân thường, có thể là các nhà phân tích ủng hộ Kiev. Mục đích của thông tin sai lệch được cài đặt này có thể là báo cáo sai số thực tế các đơn vị Ukraine sẵn sàng chiến đấu để được triển khai cho cuộc tấn công hoặc để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các sự kiện khác liên quan đến các hoạt động thực tế. Thế khó của Trung Quốc trong hòa giải xung đột Ukraine Xung đột Ukraine đang gây ra những biến động lớn với bối cảnh địa chính trị toàn cầu, nhưng lại là cơ hội lớn để Trung Quốc thúc đẩy hình ảnh quốc gia kiến tạo hòa bình, tìm giải pháp cho khủng hoảng. Ngày 24 tháng 2, tròn một năm Nga mở chiến dịch ở Ukraine, Trung Quốc công bố đề xuất hòa bình 12 điểm, kêu gọi Moscow và Kiev nối lại đàm phán và phản đối sử dụng vũ khí hạt nhân cũng như các biện pháp trừng phạt đơn phương. Theo Ivan Lidarev, chuyên gia về chính sách đối ngoại tại Đại học King's College London, khi đưa ra sáng kiến hòa bình Ukraine, Trung Quốc đang tận dụng thời điểm cả thế giới hy vọng chấm dứt xung đột và khôi phục ổn định cho thị trường lương thực, năng lượng toàn cầu. Chủ tịch Tập Cận Bình được đánh giá có nhiều đòn bẩy hơn hầu hết lãnh đạo thế giới khác để thuyết phục tổng thống Nga Vladimir Putin hướng tới giải pháp hòa bình. Khi hội đàm với ông Putin trong chuyến thăm Moscow vào tháng trước, ông Tập tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong khôi phục hòa bình Ukraine bằng giải pháp chính trị và ngoại giao. Wang Jiandu giáo sư luật tại Đại học London cho rằng, với nỗ lực này, Chủ tịch Trung Quốc muốn được xem như một chính khách có tầm ảnh hưởng tương đương lãnh đạo Mỹ trên trường quốc tế. Tuy nhiên, mục tiêu trở thành nhà môi giới hòa bình của Trung Quốc sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Trung Quốc gần đây đã thành công trong việc thúc đẩy hai kình địch ở Trung Đông là Ả Rập Xê Út và Iran ngồi lại với nhau để đi đến thỏa thuận bình thường hóa quan hệ. Nhưng các nhà phân tích nhận định họ khó làm điều này tương tự với Nga và Ukraine. Jun Sun, giám đốc chương trình Trung Quốc tại trung tâm Stimson ở Washington, nói Ả à Rập Xê Út và Iran thực sự muốn đàm phán và cải thiện quan hệ, trong khi Nga và Ukraine thì không, ít nhất là vào thời điểm này. Dù Nga và Trung Quốc đã tuyên bố tình hữu nghị không có giới hạn và hai nước gần đây ngày càng thắt chặt quan hệ, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, các nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh sẽ không mạo hiểm gia tăng sức ép để buộc Moscow chấp nhận các điều kiện đàm phán mà Điện Kremlin cho là không có lợi. Cả nga và Ukraine đến nay đang thể hiện lập trường trái ngược nhau về điều kiện đàm phán hòa bình. Ukraine thì chỉ chấp nhận thỏa thuận nếu nga rút toàn bộ lực lượng khỏi các vùng lãnh thổ đang kiểm soát, trong đó có bán đảo Crimea. Trong khi Moscow thì tuyên bố điều này là bất khả thi và Kyiv phải chấp nhận thực tế mới. Đề xuất hòa bình của Trung Quốc không đưa ra bất cứ giải pháp nào cho bất đồng cốt lõi giữa Nga và Ukraine. Andrew Schmo, thành viên cấp cao tại tổ chức tư vấn chính sách Quỹ MaSo của Đức có trụ sở tại Washington, nhận định: Trung Quốc dường như không sẵn sàng thực hiện bất kỳ bước đi nào thể hiện mong muốn hòa bình, vì họ muốn can thiệp trực tiếp vào những gì mà Nga muốn làm. Small nói: Tôi có cảm giác là Trung Quốc vẫn sẽ cho Nga không gian để làm những gì Moscow muốn ngay cả khi Trung Quốc thực sự muốn trở thành bên hòa giải xung đột. Mối quan hệ thân thiết với Nga cũng sẽ làm dấy lên nhiều hoài nghi về vai trò của Bắc Kinh, đặc biệt nếu họ đề xuất những điều kiện thỏa hiệp gây tranh cãi. Chuyên gia Lidarev nói, nếu Trung Quốc đưa ra những điều khoản mà Nga cho là bất lợi trong kế hoạch hòa bình, dư luận trong nước và quốc tế sẽ coi đây là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang phải nhượng bộ trước áp lực phương Tây, trong khi Moscow xem đây là sự phản bội. Trên thực tế, Nga hoan nghênh kế hoạch hòa bình của Trung Quốc, nhưng cũng bày tỏ về tính khả thi của nó. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây tuyên bố, Điều không thể phủ nhận là Trung Quốc có tiềm năng hòa giải rất hiệu quả, nhưng tình hình ở Ukraine rất phức tạp và cho đến nay không có triển vọng về giải pháp chính trị. Một lý do khác có thể khiến Trung Quốc thận trọng trong nỗ lực hòa giải xung đột là nó có thể khiến Bắc Kinh trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế. Danin Bokov, chuyên gia tại Hội đồng các vấn đề quốc tế ở Moscow, nhận định. Nếu Trung Quốc thúc đẩy vai trò trung gian quyết liệt hơn và dấn thân sâu hơn vào nỗ lực hòa giải, điều đó sẽ đẩy họ lên tuyến đầu, khi tất cả các bên đều theo dõi sát sao mọi động thái của họ. Trung Quốc dường như cũng nhận thấy rằng vai trò trung gian hòa giải có thể trở thành cú hích của phương Tây, để phương Tây gây sức ép lớn hơn với Bắc Kinh trong áp đặt lệnh trừng phạt Nga. Mỹ và các nước châu Âu khi đó sẽ không ngừng hối thúc Trung Quốc chứng minh cam kết theo đuổi mục tiêu chấm dứt xung đột bằng cách tăng áp lực Nga. Trong kịch bản này, Bắc Kinh sẽ đối mặt tình thế tiến thoái lưỡng nàn, theo Lidarev. Nếu áp lệnh trừng phạt Nga, họ sẽ làm tổn hại quan hệ với Moscow và đánh mất nhiều lợi ích quan trọng, trong khi củng cố vị thế của đối thủ chính là Mỹ. Nếu không áp trừng phạt, Trung Quốc sẽ khiến mối quan hệ với phương Tây càng thêm căng thẳng. Lidarev cảnh báo. Cả hai lựa chọn đều có thể khiến Trung Quốc phải trả giá cao về chính trị và kinh tế. Càng tham gia sâu hơn vào nỗ lực hòa giải, Trung Quốc cũng sẽ đối mặt với nguy cơ thất bại lớn hơn nếu các bên không đạt được thỏa thuận. Đàm phán chấm dứt xung đột luôn là quá trình khó khăn và có cơ hội thành công không cao. Lidarev cho rằng nếu hòa giải thất bại, tổn thất với Trung Quốc là khá lớn. Bắc Kinh sẽ bị đánh giá là không đủ ảnh hưởng ngoại giao và không thể đóng vai trò lãnh đạo toàn cầu như mục tiêu mà ông Tập tìm kiếm. Lợi ích duy nhất mà Trung Quốc thu được là sự cải thiện chút ít về hình ảnh ở phương Tây và trở thành một cường quốc có trách nhiệm trong một thời gian ngắn. Lidarev nhận định, Trung Quốc khó có thể làm nhiều hơn nữa với nỗ lực trung gian đàm phán trong cuộc chiến Nga-Ukraine, ít nhất cho đến khi tình hình xung đột thay đổi đáng kể. Trong lúc đó, Bắc Kinh sẽ tiếp tục nói về vai trò kiến tạo hòa bình để vừa có thể kiềm chân Nga, vừa xoa dịu phương Tây. Ba Lan sẽ chuyển giao 200 xe bọc thép Rosomak cho Ukraine Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9 tháng 4 cho biết, ông đã đạt được thỏa thuận với Ba Lan về việc chuyển giao 200 xe bọc thép Rosomak. Ngoài ra, tập đoàn nhà nước Uroboronprom của Ukraine cũng thông báo, nhà sản xuất vũ khí Buma Labedi ở Gliwice của Ba Lan sẽ sửa chữa và bảo dưỡng xe tăng T-64 của Ukraine theo một thỏa thuận được ký kết giữa hai bên. Ngày 6 tháng 4, trong chuyến thăm Ba Lan, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine và Ba Lan đã phối hợp về một gói viện trợ quân sự mới. Theo ông, Ukraine sẽ nhận được máy bay MiG-29, xe bọc thép Rosomak, hệ thống phòng không Piorun và súng cối tự hành Rok. Theo Fox, Rosomac là mẫu xe bọc thép uy lực do Ba Lan tự nghiên cứu và sản xuất. Mẫu xe bọc thép này nặng 25 tấn, được thiết kế để chở 8 binh sĩ. Rosomac sử dụng động cơ diesel 500 mã lực, tốc độ di chuyển tối đa lên tới 100 km h Rosomac có năng lực chiến đấu khá tương đồng với xe bọc thép Stryker của Mỹ, do đều được trang bị pháo tự động cỡ 30mm. Ukraine được cho là đã chi hơn 800 triệu đô la Mỹ để sở hữu các xe bọc thép của ba lan ukraine chi trả khoản tiền cho ba lan nhờ vào các khoản hỗ trợ từ mỹ và liên minh châu âu eu